Liên quan đến một vụ hỏa hoạn khác xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại bản Uva, xã Nong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy đã được xác định. Như đã thông tin, vào khoảng 16 giờ chiều qua ngày 24 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Điện Biên nhận được tin báo ngôi nhà của anh Quảng Văn Chủ, sinh năm 1980, tại bản Uva, xã Nong Luống, huyện Điện Biên đang bốc cháy. Đơn vị đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành dập lửa, khoanh vùng đám cháy, không cho cháy lan sang nhà dân lân cận, đồng thời phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức di rời tài sản, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Đến 18 giờ thì đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, do ngôi nhà là nhà sàn làm hoàn toàn bằng gỗ là chất dễ cháy nên đã bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều vật dụng tài sản bên trong. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định anh Quảng Văn Chủ có tiền sử bị bệnh tâm thần, sau khi cãi nhau với vợ đã dùng dao đuổi chém vợ và một người hàng xóm làm cả hai người bị thương. Quần chúng nhân dân phát hiện kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời can ngăn, cướp dao thì chủ đã bỏ chạy về nhà, đóng cửa và tự châm lửa đốt nhà mình.